Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi VinTitWatt. Lần đầu tiên xin cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Thì hôm nay thì là ngày thứ bảy, là ngày cuối tuần, thì cũng chúc anh em có một buổi cuối tuần vui vẻ. Và hôm nay thì chủ đề của mình là kính, chủ yếu là các dòng kính, có một vài cái kính ba mảnh, một vài cái kính lái xe ban ngày và ban đêm, và một số ít là kính râm. Đầu tiên thì mình lên một chiếc Etten Tunoi của Pháp, bọc vàng, gọng đồi mồi. Các phần vàng là bọc vàng rất là dày, gọng đồi mồi rất là đẹp. Dòng Etten Tunoi thì nó cũng khá là nổi tiếng trong các dòng đồng hồ, dòng kính cổ của Pháp. Cái này là đeo nó rất là dễ chịu. Có thể mình có thể là ví dụ như các anh mà trên 40 thì có thể là dùng làm kính lão, cũng có đeo cũng rất là đẹp. Size chiếc này nó khoảng 58 đến 62, đeo cũng rất là vừa, nó rất là dễ đeo. Đây là một chiếc bọc vàng dày, nó có triện ở trên cầu này, rất là rõ. Các phần bọc vàng nó vẫn còn rất là đẹp, mà chuôi đồi mồi nó rất là hợp với những người lớn tuổi. Đây là mã số 1, và mã số 1 giá của mình là 7 triệu. Tiếp theo đó là một cây mã số 2, đó là cây Ray-Ban Olympi. Một cây Ray-Ban Olympian giá của mình là 6 triệu rưỡi, mã số 2. Một cây Ray-Ban Olympian. Chiếc này nó size 62, nó là một chiếc mạ vàng, đeo rất là đẹp, kính mắt xanh đeo muống. Cái mắt của nó ôm rất là, ôm vòng mắt rất là đẹp. Hôm trước thì mình có một cây Olympic Olympic Game 1992 thì đã bán rồi. Hôm nay thì mình cũng có một cây như thế nữa. Cây này nó cũng gần giống tương tự như cây Olympic Game 1992. Lát nữa mình sẽ lên cây Olympic Game 1992 rất đẹp. Anh em nào buổi trước còn đã lỡ thì có thể là sẽ liên hệ với mình. Đó, một chiếc những chiếc như thế này thì mình thực ra mình rất thích đeo hơn những so với những chiếc Ray-Ban, vì nó khá là hợp mặt và nó đeo nó rất là dễ chịu. Tuy nhiên là những cái anh em mà nó chọn những cây kính nó phù hợp với khuôn mặt thì nó sẽ dễ hơn. Và cái kính này mình thấy nó khá là dễ đeo. 62 hay 58 đều đeo rất là dễ, bởi vì nó ôm vòng cung, nó rất là ôm mặt. Các gọng kính rất đẹp. Mã số 2 và là giá là 6 triệu rưỡi. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 giá của mình là 5 triệu. Đây là một chiếc Ray-Ban mắt quả trứng. Một chiếc Ray-Ban mắt quả trứng. Chiếc này hôm trước mình cũng bán một cây, thì cái gọng của nó dạng mô phỏng giống như là đồng. Còn chiếc này giống như kiểu là mình màu gang, màu của các nồi gang. Đó, nó rất là đẹp. Những chiếc như thế này nó đeo nó đi biển hay là đi chơi nó cũng rất là đẹp. Nó nhẹ nhàng dạo phố. Mã số 3 của mình giá là 5 triệu. Mã số 4 của mình đó là mã số 5 của mình đó là một chiếc Chromax giá là 6 triệu. Chiếc này là dòng dành cho các lái xe đi vào ban đêm. Những chiếc như thế này thì đi vào ban đêm nó sẽ tăng cái độ sáng của ánh sáng lên, và nó làm cho người lái xe nó nhìn nó sẽ rõ hơn cái không gian. Nó đeo được cả ban ngày và ban đêm, cho nên nó rất là tiện cho các anh em lái xe. Size của chiếc này nó khoảng 58, đeo nó rất là dễ chịu. Cái mắt của nó thì hơi như kiểu màu đỏ một chút, nâu đỏ một chút, giống như kiểu tia hồng ngoại. Đó, mình đeo lên mặt để anh em có thể hình dung rõ là cái khuôn mặt của mình khi đeo. Mặt của mình nó là thường nó hợp với size 58 hơn. Mã số 5 và giá là 6 triệu. Một chiếc Ray-Ban Driving Series.
Tiếp đến là mã số 6, giá là 5 triệu rưỡi. Một chiếc Ray-Ban gọng như gọng sơn, trên đây là phần nhựa. Những chiếc như thế này nó đeo cũng rất là hợp. Những chiếc như thế này thì dành cho những anh em nó đôi con một chút, đeo nó sẽ hợp hơn, bởi vì thực ra cái dáng mắt ruồi thì nó phù hợp với những anh em nó hơi đô con một chút, thì khi đeo thì nó sẽ đẹp hơn. Mình cũng rất thích cái dáng này, vì cái dáng này cái mắt của nó không sễ xuống. Một vài dáng Ray-Ban của nó, mắt ruồi của nó hơi trễ xuống, nó trông khuôn mặt nó không không được cân đối. Cái dáng này là mình cũng rất thích, nó rất là cân đối. Tiếp đến là mã số 7, giá của mình là 4 triệu rưỡi. Chiếc này thì dáng dành cho những anh em nó khoảng 85 cân đổ lên, size 62, cũng là dòng bọc vàng, mắt rong muống. Mã số 7, giá 4 triệu rưỡi. Tiếp đến là mã số 8, giá của mình là 5 triệu rưỡi. Một chiếc Ray-Ban gọng đồi mồi. Chiếc này nó đeo nó hơi hơi nghệ một chút, có nghĩa là anh em ăn mặc trông nó phải bảnh chọẹ một chút, nó không có mang tính độ phủi, nó mang tính chất sang trọng rất là cao. Anh em có thể nhìn thấy cái các cái đường nét của nó rất là bắt mắt, gọng đồi mồi đó. Chiếc này thì có lẽ là nó phù hợp với những anh em mà trông cái chất của nó hơi chơi chơi một chút, reo nó sẽ hợp hơn, là giống kiểu dạng phủi. Những chiếc như này thì có thể là mặc những cái đồ kiểu theo phong cách Ý, hoặc là những đồ đi chơi dạo phố thì nó sẽ rất là đẹp, trông nó hơi chảnh chọe một chút. Giá chiếc này của mình là 5 triệu rưỡi. Tiếp đến là mã số 9, giá là 7 triệu 7 triệu 7. Một chiếc Ray-Ban dáng khá là lạ, PNL. Chiếc này thì nó phù hợp với những anh em khuôn mặt nó bé một chút, như mình đeo chiếc này thì mình cảm giác là nó hơi trễ một chút, hơi trễ so với mắt. Nếu như anh em nào thích đeo cái kính là nó trễ một chút thì nó sẽ hợp hơn, dành cho những anh em mà mặt nó khuôn mặt nó hơi nhỏ một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Cái dáng này nó cũng hơi là lạ, có vẻ nó phù hợp với những anh em giống như dạng như kiểu đi xe phân khối lớn, đôi con một chút, nhưng mà khuôn mặt nó cũng này, nó đeo như thế này đó, cảm giác như mình đeo thì cảm giác là như kiểu phi hành gia. Mã số 9 là 7 triệu 7. Lát nữa thì tất cả các giá cả của sản phẩm thì mình sẽ update ở phần dưới ở của bài 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 viết, bởi vì thực ra là có nhiều khi ở trên trên này mình nói nhiều khi nó sai giá, có một vài trường hợp nói sai giá, đến lúc anh em chuyển tiền thì mới nhìn lại trên cái bảng như thế này và trong cái bảng mà mình update trên YouTube thì lại sai giá, thực ra rất là ngại. Nhưng mà trong trong cái quá trình mà mình nói nó hơi nhanh một chút như thế này thì mình có thể mình nói nhầm, nên anh em thông cảm, bởi vì được giá thì mình đã update trên đây nó cụ thể, và cả ở dưới cái phần bài viết của mình nó rất là cụ thể ngay từ đầu, chứ không hề là có chỉnh sửa gì cả. Cho nên là anh em cố gắng lưu ý xem ở trên video, và có thể chính xác là xem ở cái phần ở dưới bài dưới của mình sẽ ghi rất rõ ở dưới đấy, thì anh em mình vào việc nó rất dễ hơn, bởi vì thực ra là rất nhiều sản phẩm mình bán không chỉ kính mà rất nhiều các cái đồ khác nữa, cho nên là có thể nó nhầm lẫn. Tiếp đến là mã số 11, giá 3 triệu 8. Đây là một chiếc Ray-Ban Wafer, nó có thể là đeo gọng như gọng vân đá, nó rất là đẹp. Anh em có nhìn thấy cái vân đá, cái vân đá nó rất là đẹp.
Đấy. Cái, và chiếc kính này nó dạng như kiểu unisex, nữ đeo cũng được. Đó. Đây thì mình cũng có một chiếc Ray-Ban Limited mã số 12 và 6 triệu, một chiếc Ray-Ban Limited nó vân lộng chuôi ve và vân vân đá. Anh em có thể nhìn thấy cái vân đá nó rất là đẹp. Đây là một trong những dòng limited của những năm 80. BNL của đây là dòng wafer. Đây là dòng Ray-Ban wafer. Anh em có thể nhìn thấy. Chiếc này đeo nó dạng nó hơi trễ, mình cảm giác là khi mà nhìn xuống, nhìn từ trên cao xuống dưới dành cho những em hơi cao lớn và đô con một chút, thì khi mình là đi mình nhìn tiếp xúc thì nó sẽ nhìn theo cái chiều xuống dưới nhiều hơn, bởi vì cái sống mũi của nó hơi trễ xuống một chút, nó không phải thẳng như này, nó hơi trễ xuống một chút như này, thì anh em dạng như kiểu cao lớn khoảng cả 1m8, 1m75 đến mét trên 1m8 thì đeo nó sẽ rất là đẹp, bởi vì cái xu hướng của mình nhìn xuống chứ không phải là mình nhìn lên, thì mình nên chọn những cái kính nó như thế này. Hôm nay thì mình lên 23 chiếc kính, nên là mình cố gắng mình lên nhanh, còn cụ thể thì anh em sẽ làm việc sau. Tiếp đến một chiếc mã số 10, giá là 6 triệu. Đây là một chiếc kính, thực sự mình rất thích chiếc kính này. Đây là một chiếc kính Ray-Ban, và cái gọng của nó là cái gọng mà nó bọc bọc nhựa, cái phần ngoài nó bọc nhựa, anh em có thể nhìn thấy nó rất óng ánh. Đó. Size của chiếc này là 62, gọng mạ rất đẹp. Thực ra chiếc này đeo rất là chảnh, nhưng mà nó hơi to so với khuôn mặt của mình một chút. Đeo thì cũng được nhưng mà nó cảm giác nó hơi to một chút. Anh em nào mà cái dáng mặt nó to một chút nữa thì đeo nó sẽ rất là hợp. Đó. Cái dáng này mình thấy cũng ok, cái mắt và cái vành mà bọc nhựa này nó cũng rất là đẹp. Đây, anh em có thể nhìn kỹ. Giá của chiếc này là mã số 10 và giá là 6 triệu. Có lẽ là ta đi lên một chút ba mảnh. Đây mã số 22, giá là 4 triệu rưỡi. Một chiếc ba mảnh bọc vàng trắng. Một chiếc ba mảnh bọc vàng trắng vân chuôi ve đá. Các cái đường này là đường họa tiết rất đẹp. Tương tự ở đây cũng thế. Đó, dành cho anh em văn phòng đeo thanh lịch một chút. Và cái dáng xưa của nó thì cái tai càng nó hơi ngắn so một chút, nên là khi anh em làm kính thì anh em có thể nhờ thợ họ nắn lại cái chuôi ve như này, nó phù hợp với cái tai với cái mắt của mình. Tất nhiên đeo thì vẫn ok thôi, mình như mặt mình là đeo cũng rất là ok. Giá của chiếc bọc vàng trắng này là 4 triệu rưỡi. Tiếp đến là cũng là một cây ba mảnh mã số 23, giá 6 triệu. Đây là một cây ba mảnh bọc vàng. Đó. Đây là một chiếc ba mảnh bọc vàng. Nó rất là thanh lịch. Chiếc này dành cho những anh lớn tuổi một chút, bởi vì cái hoa văn trông nó rất là điệu. Đây, các cái đường hoa văn này trông rất là đẹp. Chuôi ve đá này, đường hoa văn ở trước mũi này, cho nó rất là sang trọng. Anh em có những các anh có tuổi một chút thì đeo nó sẽ đẹp hơn, trông nó điệu hơn. Trông cái dáng vẻ, ví dụ như mình mặc áo, những cái chiếc áo sơ mi, đeo những chiếc đồng hồ màu vàng, có thể vàng đúc hay là bọc vàng. Trông nó nhẹ nhàng, đi họp nó cũng rất là đẹp, thanh lịch. Gặp đối tác nó cũng thể hiện được cái sự tinh tế trên các cái gọng kính, cũng không cần phải là đồ hiệu nhiều tiền. Thực ra cái kính này nó bọc vàng khá là dày, 1/10, 1/10 có nghĩa là 10 phần kim loại thì có 1 phần vàng, thì những chiếc kính này nó cũng rất là bền và cái độ mới nó rất là cao. Các cái gọng viền của nó họa tiết thủ công nó cũng rất là đẹp. Cầu như này, những chiếc cầu như này nó dạng cầu như kiểu cầu vương miện, đang rất là đẹp. Tiếp đến là một mã số 14.
Mã số 14 giá là 5 triệu rưỡi. Mình đặc biệt thời điểm gần đây thì mình cảm thấy đeo những chiếc mà gọng Master như này nó cũng rất là đẹp. Đây, những chiếc như thế này thì đeo nó cũng khá là hợp. Thực ra những cái dòng Ray-Ban mình thấy là đeo nó cũng khá là phổ thông và nó cũng dễ đeo. Size của chiếc này, là 59, cũng rất là dễ đeo. Em có thể nhìn mắt xanh nó muống, nó rất là đẹp. Trên kính của nó có chữ Ray-Ban và các cái dòng nó đều có chữ B&L. Đây mình có một cây kính zone, nó từ những thập kỷ 1950 và cái cây mắt này nó chỉ còn gọng, còn cái mắt này đã được thay rồi. Nó là cây kính zone. Em có thể nhìn thấy cái nét hoa văn nó rất là đẹp, hoa văn đường viền nó rất là tinh tế, tất cả cái đường viền xung quanh này, đó, cả cái tai càng nữa. Cái đầu này nó hơi mòn xíu và nó giống như kiểu là những chiếc mà ở ngoái tai mình, nó có hơi vuốt nhẹ. Những cái kính zone như thế này thực ra là dành cho những anh khoảng tầm 60 đổ ra thì đeo nó sẽ rất là hợp. Có thể nhìn thấy các cái hoa văn này, hoa văn nó ở xung quanh này, cạnh dưới này cũng thế này. Đó, đây là những cái kính chiếc kính zone, đeo nó cũng rất là nghệ, mặc những chiếc áo ba tàu này rất là đẹp, nó rất là nhẹ nhàng và cổ kính. Giá chiếc này của mình bán là 3,8 triệu. Trông rất cổ kính và điệu. Đây là một chiếc Ray-Ban mã số 13 giá 4,2 triệu. Đó. Những chiếc kính nhựa này có thể là nhiều anh em không thích, nhưng đối với cá nhân mình thì mình cũng những anh em mà mồ hôi muối thì nên đeo những chiếc kính nhựa thì nó sẽ không ảnh hưởng đến những chiếc chiếc kính mà mạ vàng, những chiếc kính mạ vàng mà anh em đeo những cây kính mạ vàng thì mồ hôi muối nó sẽ làm oxy hóa. Nên là những chiếc kính nhựa này mình cũng khi những cái cây kính nhựa rất là dễ đeo, bởi vì nếu mà khi nào mà bị chảy xước hay là bậy bẩn thì mình có thể đánh nó sạch, nó bóng lên được cái cây kính. Cái đấy thì hàng kính họ làm rất là dễ. Hôm nay có 23 chiếc kính là mình chủ yếu đi về đeo qua, mình nói sơ qua một chút. Đây cũng là một mã số 21 giá 4 triệu rưỡi, cũng là một chiếc kính Chromax đeo để dòng lái xe nhưng mà gọng nhựa. Đây là gọng nhựa. Những chiếc gọng như này nó đeo nó rất là nghệ. Đó. Anh em có thể nhìn thấy những chiếc kính như này đeo nó rất đẹp. Nhưng mà tất nhiên là cái trang phục của mình này nó phải cũng phải lịch sự một chút, bởi những cái dáng như thế này là đeo phủi nó cũng không được đẹp lắm. Đeo phủi đi chơi. Cũng có thể là những kết hợp cùng với những bộ đồ áo phông đồ hiệu hoặc là giày thể thao. Nó sẽ trông nó sẽ khỏe khoắn, lịch sự. Những chiếc như này mà mặc công sở thì trông nó dở hơi lắm. Bởi thực ra ví dụ như gu, thực ra cái gu ăn mặc thì nó theo cái phong cách của mỗi người, mình cũng chỉ nói sơ qua theo cái cảm quan của mình thôi. Bởi vì thực ra là có người thì thấy thế này thì đẹp, người khác lại thấy cái phong cách kia là đẹp. Nó không có một tiêu chí ăn mặc thời trang, nó không có một tiêu chí nào chuẩn cả. Nó là chỉ là trong cái tư vấn cảm giác của mỗi người. Và những cái đẹp thì mình thấy được ở những nơi khác nhau, thấy trong phim ảnh, thấy ở xã hội, thấy ở trong những văn hóa của nước ngoài, hoặc là ở trong nước, hoặc là thấy ở những người doanh nhân thành đạt thì mình học, mình thấy thì mình học hỏi theo thôi. Chứ còn đây xin thưa đây là
học hỏi chứ không phải học đòi nhé. Mình học hỏi, mình học và những cái thứ đấy nó phù hợp với mình, chứ không phải là ôi mình đi học của mấy cái thằng doanh nhân kia, người ta ăn mặc thế này mình cũng phải ăn mặc thế này. Không phải, mình nó phù hợp với điều kiện của mình, mình ăn mặc sao nó phù hợp, ăn mặc phù hợp với lại lối sống của gia đình, ở chỗ làm, đi chơi, chứ không phải là thấy người ta mặc toàn đồ hiệu mình cũng chạy đồ hiệu thì chết. Đây là một chiếc Amor. Thực ra những chiếc Amor như thế này của Pháp thì là nó bọc vàng rất là dày, nó rất là đẹp. Giá chiếc này của mình là 10,5 triệu, mã số 20, cầu nó là 62. Những chiếc như thế này thì nó rất là dễ đeo. Em có thể nhìn thấy cái bọc vàng nó rất là dày. Đó. Cái mắt này là đã được thay, mắt này là mắt Indo. Cái bọc vàng rất là dày. Nó có hai chuyện. Chuyện trên kính và chuyện ở cạnh này. Chui ve rất là đẹp. Nếu mà những anh em nào mà đã chơi quen Amor thì thực sự là những cái Amor nó đeo thường những anh trên 50 tuổi đeo nó rất là hợp. Đó, có thể thấy. Và những chiếc mắt như thế này thì mình cũng có thể là dùng để lắp kính lão, và nó đeo cũng rất là hợp, rất là đẹp. Chiếc này bọc vàng rất là đẹp, nó chỉ có hai cái điểm chấm ở trên này, nó bị một xíu. Đó, bị hai điểm chấm ở đấy, còn lại tổng thể nó rất là đẹp. Những chiếc Amor bây giờ thực sự cũng rất là khá là hiếm, nó không còn nhiều như trước. Đặc biệt ví dụ đợt rồi có rất là nhiều anh hỏi cái kính cơn, nhưng mà kính cơn là thực sự không thể tìm thấy, khó kiếm quá. Đây là một chiếc Ray-Ban Olympic năm 1992. Hôm trước thì mình cũng có bán một cây, cũng đồng giá là 7,5 triệu. Đây là cái bao zin của nó, cũng là một chiếc Ray-Ban. Chiếc này đeo rất là đẹp, nó giống như cái chiếc hôm trước của mình bán thôi. Đó. Những chiếc Ray-Ban như thế này nó kim như chiếc này là gọng là 61. Anh em có thể nhìn thấy là 1994/96 Olympic Game ở trên cạnh, nó rất còn đẹp. Chiếc này tổng thể gần như là mới tinh, có thể nói là rất xuất sắc. Có thể thấy biểu tượng Olympic ở trên các cái chuyện này, trên mắt nó cũng chuyện Olympic này. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái mắt Olympic này, cạnh này như thế này. Những anh em nào hôm trước thì đã mua trượt thì đây là cơ hội. Tiếp đến mình có một cây ba mảnh bọc vàng khác cũng khá là đẹp. Giá chiếc này của mình là 6,5 triệu. Chiếc này thì cái cầu nó hơi khác so với chiếc kia một chút. Trước kia cái cầu của nó, cầu mắt này nó hơi điệu một chút. Còn cái dáng của cái này thì cũng tương tự như kia, các đường này hoa văn, chuôi ve đá. Đó, kính ba mảnh rất đẹp, rất là dễ đeo. Giá chiếc này mã số 15, giá 6,5 triệu. Mã số 16, 4,5 triệu. Đây là dòng Ray-Ban Clark Master. Chiếc Ray-Ban Clark Master thì mình bán đồng giá là 4,5 triệu. Mình có hai cây. Đây mình có một cây nữa. Sắp đến mùa hè rồi, thực ra anh em cũng biết là cái nắng nó rất là khó chịu, nên đeo những cái kính Ray-Ban nó rất là dễ chịu. Đây là một chiếc Clark Master khác của Ray-Ban. Những chiếc này nó sản xuất vào những năm thập kỷ 1980. Đây và đây là chiếc cuối cùng. Giá 4,5 triệu, mã số 4. Mắt này chắc mắt 62 rồi. Đó.
Xin cảm ơn anh em. Vì thực ra cái số lượng kính nó khá nhiều, 23 chiếc, nên là cái video nó cũng hơi lâu một chút, nên mình cũng chỉ đi nhanh qua một chút. Anh em quan tâm thì chụp lại cái dáng và cái nhớ cái mã số của nó, sau đó gửi cho mình để nhìn cái mã số và cái giá ở dưới mình đã cập nhật ở phía dưới, để gửi thông tin cho mình. Bởi vì thực ra là có rất nhiều thông tin nên là mình cũng không không thể nhớ được hết. Và anh em đừng quên ấn nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới video, để mỗi lần mình có video thì anh em sẽ cập nhật được những cái video mới nhất. Thì ngày hôm qua thì dự lên một lô đồng hồ thì gần như là mọi người đều hỏi chiếc cái cáp gôn, rất là nhiều người hỏi. Thì hôm nay thì mình có 6-7 người hỏi chiếc cái cáp gôn, nhưng mà thực sự mình đêm qua thì mình có chốt với một người và đã hôm nay đã giao dịch thành công. Có thể một hai hôm nữa mình sẽ cố gắng lấy một hai chiếc cái cáp gôn của dòng đó, cũng rất là hiếm. Nhưng mà thực ra những cái đồ như thế thì mình chuyên về Senco, cho nên là anh em seller những ai có mình đều biết. Bởi vì từ những chiếc đồng hồ đó ở Việt Nam thì nó chỉ đếm trên đầu ngón tay những chiếc KS Carbon Chronometer. Tất cả các dòng KS thì những người chơi đình đám, thì nếu mà ai ở chơi ở hội của Senco KS thì đều biết những người sở hữu những chiếc KS khác nhau. Cho nên là những cái thông tin kết nối nó cũng không phải là vấn đề khó đối với mình. Nên là nếu những anh em là thực sự yêu thích Senco KS, bởi vì mình khá mạnh về mảng Senco, cho nên là những ai mà thực sự yêu thích Senco KS thì có thể liên hệ với mình. Thực ra cái hàng bây giờ nó, hàng đẹp bây giờ nó rất là khan, bởi vì người chơi họ nắm giữ khá là nhiều, và hàng bên kia thì nó cũng khá là hiếm, cho nên là cái số lượng hàng đẹp nó không còn nữa. Và những cái hàng ở phân khúc tạp loạn giá, có lẽ có một hôm mình sẽ phân tích về những cái mặt hàng mà mình không bán, mặc dù là mình vẫn có, bởi vì nó đang ở thời kỳ loạn giá và mình không bán. Có thể là 1-2 năm nữa thì mình mới bán, bởi vì những cái thời điểm loạn giá khi mình nhập vào giá nó cao, và đang cái thời kỳ mà nó là loạn giá. Loạn giá bởi vì sao? Loạn giá bởi vì có rất là nhiều hàng vẽ lại, hàng làm vàng, nó ảnh hưởng đến giá cả. Và khi mà mình roi sang với cái sản phẩm của mình thì nó lại không cân xứng. Những cái sản phẩm như thế thì mình chỉ bán cho những anh em quen và ít bán thương mại hơn. Cho nên là nhiều anh em hỏi mình cũng thông cảm là mình sẽ không bán những cái mặt hàng như thế. Và mình cũng có giải thích rồi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh em. Cuối tuần chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ, và nhớ giữ gìn sức khỏe qua mùa dịch. Xin cảm ơn anh em.